Xin chào các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với bản tin công nghệ S News vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên S Channel. Trong tuần này chúng ta sẽ cùng cập nhật rất nhiều thông tin hấp dẫn và lần lượt sẽ được gửi đến các bạn. Trong đó thì rất nhiều thông tin là liên quan đến Apple và iPhone. Đầu tiên thì sẽ là một diễn biến khá gây bức xúc trong thời gian vừa qua đối với những người sử dụng iPhone xách tay tại Việt Nam. Đó là thông qua vụ việc gần đây liên quan đến rất nhiều điện thoại iPhone bất ngờ bị khóa iCloud, thì những người dùng những chiếc iPhone xách tay một lần nữa đã được nếm trải cảm giác khi bị các trung tâm bảo hành tại Việt Nam phân biệt đối xử với những chiếc máy này không có hóa đơn mua hàng chính thức từ Apple. Và lúc đó người dùng sẽ phải chọn một trong hai cách. Thứ nhất là sử dụng đến các dịch vụ mở khóa iCloud tại bên ngoài với mức chi phí không hề dễ chịu một chút nào, hoặc là gửi máy sang Singapore để nhờ Apple tại Singapore hỗ trợ. Và cũng chính từ cách thứ hai này, những người tiêu dùng tại Việt Nam thì đã cho rằng là Apple tại Việt Nam quá phân biệt đối xử khi mà quy định về bảo hành tại Singapore thì dễ thở hơn rất nhiều. Như đã phản ánh trong tuần trước, suốt 2 tuần qua kể từ khi bắt đầu xuất hiện một công cụ có tên là iCloud Relocker trên mạng cho phép khóa iCloud từ xa của iPhone chỉ bằng cách nhập vào số email của máy, thì nhiều người dùng tại Việt Nam đã bất ngờ bị khóa iPhone từ xa bằng một tài khoản iCloud lạ mà không thể biết được mật khẩu để mở là gì. Nếu như khôi phục cài đặt gốc, máy sẽ bị khóa lại. Theo như phản ánh thì khi mang đến nơi bán thì họ từ chối bảo hành, còn khi liên lạc với trung tâm hỗ trợ của Apple thì nhân viên lại yêu cầu phải có hóa đơn mua hàng từ Apple hoặc là đơn vị bán hàng được ủy quyền. Bản thân Apple Việt Nam cho biết là hãng có ghi nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng về tình trạng bị khóa máy từ xa như vậy. Tất cả iPhone thì đều sẽ được hỗ trợ mở khóa, không phân biệt hàng chính hãng hay là xách tay. Người dùng thì cần gửi số email của chiếc máy bị khóa và hãng sẽ can thiệp. Từ đó thì máy mất toàn bộ dữ liệu, tuy nhiên thì sẽ mở ra được khóa. Nhưng điều kiện bắt buộc ở đây phải đáp ứng, đó là người dùng phải cung cấp được hóa đơn mua hàng để chứng minh bản thân mình chính là chủ nhân của máy. Và với việc rất nhiều người dùng mua máy cũ hoặc là máy xách tay thì đây là một điều kiện rất khó. Một số chủ cửa hàng bán iPhone xách tay cũng đã méo mặt khi mà họ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của sự việc này. Khi mà đăng bán máy trên các hội nhóm hay là trên Facebook, họ thường phải chụp rõ hình thức máy và các thông tin như là mã hàng hay số email. Điều này vô tình trở thành điểm yếu để một số đối tượng phá hoại. Đồng thời, chính các chủ cửa hàng bán máy xách tay thì cũng không thể kiếm đâu ra được hóa đơn bởi vì nguồn hàng của họ chủ yếu là không phải mua trực tiếp từ cửa hàng Apple mà là máy qua sử dụng, được nhập thông qua các đầu nậu nên tất nhiên là sẽ không có giấy tờ mua bán với hãng. Hiện nay thì người dùng chỉ có một vài lựa chọn. Thứ nhất là cầu cứu dịch vụ mở khóa iCloud hiện nay bắt đầu rộ lên với giá cả tăng chóng mặt ăn theo lượng máy bị khóa hiện khá là nhiều. Số tiền phải bỏ ra cho dịch vụ mở khóa có thể sẽ phải lên đến từ 2 cho đến 3 triệu đồng. Một cách khác nữa là sử dụng dịch vụ đưa máy sang Singapore để sửa chữa trực tiếp tại Genius Bar của Apple Singapore. Qua thăm dò, liệu việc sửa chữa ở Singapore có cần hóa đơn mua hàng hay không, thì nhân viên của website trên Apple Singapore khẳng định là không cần, họ chỉ cần kiểm tra số series máy là được. Vấn đề lần này của iPhone thực ra cũng chỉ là một trong số một loạt những khó khăn mà người dùng sản phẩm Apple xách tay tại Việt Nam nói chung đang bắt đầu phải nếm trải. Bởi vì ngay cả người dùng MacBook hiện nay khi bị lỗi kẹt bàn phím cánh bướm, nếu như mua máy xách tay không có hóa đơn mua hàng chính hãng cũng sẽ bị trung tâm bảo hành trong nước từ chối sửa chữa. Rất nhiều người dùng bức xúc cho rằng vì sao phải chứng minh xuất xứ máy ở Việt Nam nhưng lại không phải làm như vậy ở Singapore. Câu trả lời có thể xuất phát từ chính việc là hiện nay Apple đang có một chuỗi hành động để bảo vệ hàng chính hãng và chống lại hàng xách tay. Bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy và nới lỏng chính sách bán hàng khi mà thậm chí còn cho phép các đại lý khuyến mại giảm giá để hút khách mua, thì việc mạnh tay siết chặt đến nghẹt thở quy định về bảo hành tại Việt Nam có thể xem là sẽ tiếp tục khiến cho nhiều đơn vị bán lẻ nếu như muốn kinh doanh nghiêm túc sẽ phải từ bỏ bán hàng xách tay. Số liệu về việc bán ra của iPhone trong quý 3 năm 2019 tính theo lịch bình thường hay với Apple thì gọi đây là quý kinh doanh thứ tư thì đang cho thấy là chiến lược xoay trọng tâm về các sản phẩm có giá bán thấp của Apple là hoàn toàn chính xác và được người tiêu dùng đặc biệt ủng hộ. Và chúng ta có thể thấy rằng là iPhone 11 mặc dù mới chỉ được bán ra trong 2 tuần trước khi kết thúc quý này, tuy nhiên thì phiên bản iPhone 11 thường đã kịp nắm tới 9% tổng lượng máy bán ra tại Mỹ. Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners cho thấy là trong quý thứ 3 theo lịch, tức là quý kinh doanh thứ 4 của Apple, thì tổng 3 mẫu iPhone 11 bán ra tại Mỹ đã nhanh chóng chiếm được tổng cộng là 19% thị phần máy bán ra của cả 3 tháng, cho thấy là người tiêu dùng Mỹ thì cũng đang cực kỳ đón nhận bộ ba mới này. Tính riêng từng mẫu, iPhone 11 chính là máy dẫn đầu với 9% lượng bán ra, iPhone 11 Pro chiếm 6% và 4% còn lại dành cho bản Pro Max cỡ lớn nhất và đắt nhất. Như vậy là nếu như tính riêng 3 mẫu iPhone mới thì iPhone 11 đang chiếm đến một nửa lượng máy bán.
Còn riêng về hai mẫu cao cấp thì có một so sánh nữa cũng sẽ cho thấy là chúng thực ra thể hiện không hề tệ. Đó là mặc dù hai mẫu iPhone XS và XS Max đã có đến 3 tháng trụ lại trên thị trường trước khi bị thay thế, nhưng tổng lượng bán ra của chúng cộng lại thì cũng chỉ đạt là 11%, tức là gần ngang mức bán 10% của riêng bản 11 Pro và Pro Max đạt được chỉ trong vẻn vẹn 2 tuần. Và điểm quan trọng nhất trong bản tổng kết quý 3 chính là iPhone XR tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ nhất về tổng lượng máy bán được, cụ thể là đạt 36% lượng tiêu thụ tại Mỹ. iPhone 11 cùng với XR hiện nay đang chiếm tới gần một nửa lượng máy bán ra trong quý, một lần nữa cho thấy là ngày càng ít người sẵn sàng chi trả cho những chiếc iPhone đắt tiền và chiến lược hạ giá bán của Apple là hoàn toàn đúng đắn. Giá bán trung bình của iPhone hiện nay tại Mỹ chỉ còn là $783, tức là nó thấp hơn mức $808 hồi quý 2 và giảm mạnh hơn rất nhiều so với đỉnh $839 trong quý 4 năm 2018. Nhiều nguồn tin cho biết là Apple đang phải gia tăng sản lượng sản xuất để bắt kịp nhu cầu mua sắm iPhone mới rất cao trên khắp thế giới. ARM, công ty chuyên thiết kế các mẫu chip để làm tham khảo cho toàn bộ thị trường điện thoại di động cũng như là các sản phẩm viễn thông di động hiện nay trên thế giới, thì vừa tuyên bố là sẽ tiếp tục cung cấp trở lại công nghệ của họ cho các công ty Trung Quốc, và đặc biệt trong đó chúng ta có thể kể đến cái tên là Huawei. Với lý do đó là công nghệ của ARM được đánh giá là xuất xứ từ Anh Quốc chứ không phải là từ Mỹ như những tuyên bố trước đây từ chính quyền Mỹ. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là ARM đã chính thức cởi trói cho Huawei và giúp cho Huawei tiếp tục có thể phát triển được bộ xử lý cây nhà lá vườn là Kirin để có thể sử dụng trong các sản phẩm thế hệ tiếp theo mà không gặp phải những trở ngại quá lớn như trước đây. Bộ phận pháp lý của ARM đánh giá rằng là các kiến trúc ARM V8 và V9 là bản thiết kế để sản xuất các bộ xử lý phổ biến trên hầu hết điện thoại ngày nay, từ cả Android cho đến sản phẩm của Apple, đều là công nghệ có nguồn gốc từ Vương quốc Anh chứ không phải là từ Mỹ. Do đó thì hãng này sẽ tiếp tục cấp phép công nghệ và cung cấp hỗ trợ dịch vụ cho các đối tác Trung Quốc. Được ARM cấp phép bản quyền sử dụng thiết kế là một hành động có ý nghĩa sống còn đối với mọi hãng điện thoại hiện nay, do hãng này thì cung cấp các thiết kế mẫu về bộ xử lý di động để từ đó các hãng điện thoại như là Huawei mới có thể cải tiến và đưa vào điện thoại của mình. Sự việc này một lần nữa cho thấy là các đối tác của Huawei vẫn luôn cố tìm cách để có thể cứu vãn tình thế và giúp được Huawei, không bằng cách này thì bằng cách khác. Mặc cho chính quyền Mỹ yêu cầu ARM ngừng hợp tác với Huawei vì cho rằng các công nghệ của ARM là bắt nguồn từ Mỹ, nhưng nay ARM trực tiếp khẳng định là họ có xuất xứ từ Anh. Và mặc dù Anh là đồng minh của Mỹ, nhưng không có nghĩa là Anh chấp nhận làm theo đề nghị phải cấm vận Huawei của chính quyền Mỹ. Mối quan hệ hợp tác giữa ARM và Huawei như vậy là sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm từ Mỹ. Tiếp theo sẽ là câu chuyện liên quan đến hai thương hiệu Oppo và Realme. Có thể thấy là mặc dù sử dụng chung khá nhiều tài nguyên từ Oppo, tuy nhiên thì Realme hiện nay đang là một thương hiệu con đã tách ra và hoạt động độc lập. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là Realme sẽ có những định hướng phát triển riêng và nó thì đang chứng minh được hiệu quả và ngày càng có xu hướng đe dọa Oppo trong phân khúc trước đây được xem là chủ chốt của Oppo, đó chính là thị trường tầm trung hay là trung cao cấp. Và chúng ta cũng đồng thời có thể thấy rằng là Oppo đã lường trước được việc này và dần dần chuyển định hướng sang với những sản phẩm ở tầm cao hơn, có tập trung nhiều hơn cho công nghệ. Tình hình kinh doanh của Oppo gần đây thì có xu hướng chững lại. Tại Trung Quốc thì trước đà đi lên mạnh mẽ của Huawei, thì phần Oppo luôn loanh quanh ở mức 18-19% trong suốt một năm nay. Còn trên cục diện quốc tế, doanh số bán hàng cũng chỉ tăng được có 0,3%. Trước đây tại Trung Quốc, Oppo có dòng điện thoại R đã thành công lớn, nhưng sau đó thì khi Huawei tạo ra dòng Nova đặt đúng vào vị trí của dòng R và trải khắp các tầm giá trong phân khúc trung và trung cao cấp thì đã làm suy yếu đà tăng trưởng của Oppo. Sau đó thì Huawei đánh Oppo cả ở mảng cao cấp khi mà tận dụng việc dòng điện thoại Find của Oppo bị tạm dừng trong nhiều năm thì Huawei với dòng Mate và dòng P đã lấp chỗ trống. Ngay sau đó người ta đã thấy Oppo cho ra đời Realme, ban đầu đây là thương hiệu con nhưng hiện nay nó đã nhanh chóng tách ra để hoạt động độc lập, tập trung vào các sản phẩm giá tốt nhưng có công năng sử dụng cao, được quảng bá mạnh mẽ không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều thị trường truyền thống khác của Oppo như là Ấn Độ hay Việt Nam. Ngay lập tức, Realme đã chứng minh được hiệu quả. Chỉ mất có 1 năm, hãng này ngay lập tức đứng trong top 10 hãng điện thoại lớn nhất trên thế giới. Sản lượng điện thoại giao được trong quý 2 năm 2019 tăng trưởng cực mạnh 848% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Ấn Độ, Realme có xu hướng là ăn lẹm cả vào thị phần của Oppo khi mà nâng mức thị phần cực nhanh từ 1 lên 9% chỉ trong 1 năm, nhanh chóng có được vị trí thứ 5 về thị phần ở nước này. Trong khi Oppo thì giảm từ 9 xuống 8%. Riêng tại Việt Nam thì Realme hiện nay đang đe dọa cả Xiaomi. Tháng 6 năm 2019, hãng này đã chiếm đến 5,4% tổng lượng máy bán ra. Còn tổng kết 6 tháng đầu năm, Realme đang có 3,1% thị phần và đứng thứ 5 ngay sau Xiaomi.
Sản phẩm của Realme, Oppo và một thương hiệu khác nữa cũng tách ra từ Oppo là OnePlus thì có rất nhiều điểm tương đồng cả về kiểu dáng lẫn trang bị cấu hình do nó chia sẻ chung dây chuyền sản xuất. Một số ví dụ tiêu biểu như là mẫu Oppo K3 thì gần như là giống hệt Realme X, Realme 5 thì giống Oppo A9 2020, rồi gần đây nhất, 3 chiếc Oppo Reno Ace, Realme X2 Pro và OnePlus 7T thì đều nhìn hao hao như nhau, có cùng một cấu hình và cùng sở hữu màn hình có tần số quét là 90Hz, siêu mượt mà. Có một điểm dễ thấy là gần đây, Oppo đang có xu hướng nhường cho Realme oanh tạc phân khúc trung cấp mà không có động thái gì đáp trả. Rất ít người biết rằng là Oppo hiện nay đang bán mẫu K3 ở Việt Nam bởi vì máy này chỉ bán ở thế giới di động và cực kỳ bị hạn chế quảng bá, trong khi đây được xem là một sản phẩm tầm trung rất đáng giá. Realme 5 thì cũng xuất hiện vô cùng rầm rộ với chiến dịch quảng bá mạnh mẽ, che lấp hoàn toàn Oppo A9 2020. Trong khi đó, Oppo lại đang đẩy mạnh giống Reno và nay là Reno 2 với một loạt trang bị mạnh mẽ hơn ở cấu hình và tính năng độc đáo, đặc biệt là hãng này đã bớt ảo tưởng về giá. Tầm giá của Reno thì cao hơn so với các mẫu Realme, cho thấy là Oppo đang tập trung nâng tầm thương hiệu hơn là chỉ loanh quanh bán máy giá trung bình. Tuy nhiên thì Realme cũng không giấu giếm tham vọng xây dựng những thứ mang bản sắc của riêng mình mà Oppo không biết là đến bao giờ mới có. Ví dụ như là gần đây, Realme 1, U1 và C2 đã được cập nhật chế độ nền tối Dark Mode trong khi chưa một máy Oppo nào có. Những chiếc Realme 5 và 5 Pro thì mới đây đã có thêm khả năng quay video bằng camera góc siêu rộng. Rồi sắp tới sẽ còn được bổ sung tính năng quay phim màn hình chỉ thu tiếng bên trong, không thu tiếng môi trường bên ngoài. Theo chia sẻ mới nhất từ CEO của Realme Ấn Độ, sắp tới hãng này còn sẽ cho ra mắt một nhánh riêng của hệ điều hành ColorOS với giao diện gần giống với phiên bản Android gốc hơn. Sự đa dạng hóa thương hiệu của Oppo và Realme được ví với cách mà các thương hiệu hóa mỹ phẩm như là Unilever hay P&G đã làm trong nhiều năm qua. Ví dụ là với Unilever, với cùng một mặt hàng dầu gội đầu, các sản phẩm mang thương hiệu Sunsilk, Dove và Clear đã cùng tồn tại trên một kệ hàng từ nhiều năm nay. Phía P&G thì cũng có cùng lúc đó là Rejoice, Pantene và Head & Shoulder. Các thương hiệu này cạnh tranh với nhau và với cả đối thủ bên ngoài, và dù khách hàng chọn mua cái gì thì nó cũng đang đều đóng góp cho kết quả chung của cả tập đoàn. Hãng điện tử TCL của Trung Quốc mới đây vừa giới thiệu một mẫu máy mới với thiết kế gập, tuy nhiên thì nó sẽ không gập đôi như là Galaxy Fold của Samsung hay là Mate X của Huawei, mà sẽ gập làm 3. Khi mà đóng vào, chúng ta có một thân hình giống như là một chiếc điện thoại thông thường, tuy nhiên thì khi gập mở ra thì nó sẽ là một không gian hiển thị cực kỳ lớn với kích thước lên đến 10 inch. Mẫu máy của TCL thì chưa có tên gọi, nhưng riêng phần bản lề thì lại có tên là Dragon Hinge. Trong khi Galaxy Fold khi gập lại sẽ đóng máy vào như một cuốn sách, thì bản lề Dragon Hinge lại có thiết kế zig zag để luôn chừa lại phần màn hình hiển thị lớn cho người dùng. Có thể tưởng tượng cách gập này giống như là một chữ Z, bởi vì dù người dùng có gập lại dù chỉ một phần hay gập hết cả vào thì máy vẫn luôn dùng chính phần màn hình đó mà không phải thiết kế riêng một màn hình phụ nhỏ xíu như là cách mà Samsung đang làm với Galaxy Fold. Khi mở ra hết cỡ, ta có một không gian hiển thị rộng lớn 10 inch và hoàn toàn không bị gián đoạn trải nghiệm. Việc đóng mở được đánh giá là trơn tru và rất thích thú. Tất nhiên là máy này vẫn gặp những vấn đề cố hữu ở màn hình gập như là xuất hiện nếp gấp và lớp bảo vệ phần hiển thị thì vẫn làm bằng nhựa, chứ chưa có loại kính nào có thể bẻ cong được như thế này. Chắc chắn là khi dùng, chúng ta sẽ phải cẩn thận khi mà phải tránh những vật sắc nhọn có thể đâm hoặc đè vào màn hình. Tuy nhiên rất đáng khen cho TCL khi mà hãng đã sớm bắt kịp vào trào lưu này với một bản mẫu thử có thể xem là có những nét đặc sắc rất riêng. Còn ở phần cuối, hãy cùng đến với một câu chuyện mới đây tại Mỹ khi mà đồng hồ Apple Watch của Apple một lần nữa lại thể hiện được khả năng bảo toàn sinh mạng cho chính chủ nhân của nó với tính năng phát hiện ra người dùng có những cú té ngã. Và câu chuyện này thì sẽ kết thúc cho bản tin S News tuần này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hồi tuần trước, anh James Prudenciano cùng với anh Pai Paruso đã đi bộ trong công viên Hudson Woods ở bang New Jersey của Mỹ. Đến lúc mà trời chập choạng tối thì anh Prudenciano đã bắt đầu gặp khó khăn khi mà quan sát mọi thứ trong rừng cây. Và rồi khi gặp một mỏm đá, anh quyết định trượt xuống, nhưng hóa ra đây lại là một cái vực sâu cho đến 30m. Anh Prudenciano đã rơi thẳng xuống dòng sông ở phía dưới và la hét vì nghĩ rằng mình sẽ chết dưới này mà không có cách nào để thoát ra. Thì rất may mắn là anh lại đang đeo đồng hồ Apple Watch. Ngay lập tức, đồng hồ đã phát hiện cú ngã mạnh và gọi ngay 911. Mẹ của anh Prudenciano cũng đã nhận được ngay 3 tin nhắn thông báo con trai mình đang gặp tình huống nguy cấp cùng với vị trí của anh. Tính năng này thì có mặt kể từ thế hệ Apple Watch thứ 4 vào năm ngoái. Nó có thể tự động nhận diện người đeo đang bị một cú ngã mạnh. Để có thể sử dụng được tính năng này thì người dùng trước hết sẽ cài đặt một chế độ, đó là nếu như sau cú ngã mà không tắt thông báo đang hiển thị trên màn hình đồng hồ thì đồng hồ sẽ kích hoạt các loại cảnh báo gửi vị trí chính xác đến những người thân và bạn bè. Tính năng này còn được Apple cẩn thận tới mức là bật mặc định cho những người dùng nào trên 65 tuổi.
Cứu hộ sau đó thì đã có mặt để giải cứu bằng thuyền và đưa anh Prudenciano đến bệnh viện để điều trị. Và rất may là anh không gặp nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ bị 3 vết nứt xương ở lưng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Apple Watch cứu người. Trước đó thì cũng đã có một vài trường hợp được nêu ra và đó có thể xem là một trong số những tính năng đáng tiền nhất của chiếc đồng hồ này.